kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta nên nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ vẫn trong quá trình giảm xuống. Ở Bắc Bộ đã xuất hiện rét đậm ngay cả khu vực đồng bằng và trung du, còn tại vùng núi thì nhiệt độ đạt ngưỡng rét hại. Ngày hôm nay mặc dù thời tiết khô ráo nhưng cảm giác vẫn lạnh ngấm sâu, đặc biệt là khi ra ngoài đường. Ngay cả thời điểm giữa trưa thì nhiệt độ cũng ở mức thấp, phổ biến từ 15 đến 17 độ. Riêng tại Sapa thì nhiệt độ giảm xuống chỉ còn ở mức là 4 độ, còn tại Mẫu Sơn là 5 độ. Đới gió đông bắc mạnh đã gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Một số nơi đã có mưa với lượng từ 15 đến 30 mm. Riêng tại thành phố Huế vào rạng sáng nay đã có mưa to, lượng mưa xấp xỉ 40 mm. Nền nhiệt trên toàn khu vực giảm mạnh, trời rét ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đêm nay, khối không khí tiếp tục ảnh hưởng đến phần phía nam của khu vực Trung Trung Bộ. Còn tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ đêm nay giảm sâu, ngay tại vùng đồng bằng và trung du thì nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ dao động trong khoảng 11 đến 14 độ, vùng núi nền nhiệt thấp hơn khoảng 2 độ. Sang đến ngày mai thì không khí lạnh có cường độ ổn định và bắt đầu suy yếu chậm. Do vậy nhiệt độ có xu hướng nhích dần lên nhưng cao nhất cũng không vượt quá 19 độ. Cá biệt tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn và tại Sapa nhiệt độ vẫn rất thấp và chỉ dao động trong khoảng từ 2 đến 6 độ, trời rét hơn hẳn các nơi khác. Tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ thì mưa giảm và thời tiết khô ráo dần trở lại, tuy nhiên nhiệt độ còn thấp, trời rét. Riêng tại vùng núi phía Tây của Thanh Hóa về Nghệ An, nhiệt độ rất thấp, có thể giảm xuống dưới 13 độ vào ban đêm. Các tỉnh ven biển từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi vẫn nằm trong đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên những cơn mưa còn diễn ra trên diện rộng. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế vẫn có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to, đồng thời nhiệt độ tiếp tục giảm thêm khoảng từ 2 đến 3 độ nữa, trời rét ở các tỉnh từ Huế trở ra. Các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ trời hầu như không mưa và nắng vẫn xuất hiện từ sớm và kết thúc muộn. Về đêm thì tại khu vực Tây Nguyên nhiệt độ giảm khoảng từ 1 đến 2 độ nên hầu hết các nơi đều dưới 20 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, còn tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần, do vậy nền nhiệt có xu hướng tăng chậm, trời chỉ còn rét đậm ở vùng núi. Nhưng đến khoảng giữa tuần thì độ ẩm không khí tăng lên, mưa và mưa nhỏ xuất hiện nên trời còn rét. Tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, mưa giảm dần nên nhiệt tăng chậm. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ít mưa, ngày trời nắng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 5 cho đến 8 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, ở phần phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, biển động, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.